Chào mừng tất cả quý các bạn đến kênh video của Điện Máy Cường Linh cũng như là Cơ Khí Tuyển Thành. Thì trước mắt bà con đây là tất cả những cái dòng máy sới mini chạy dầu cũng như là chạy xăng do Điện Máy Cường Linh cung cấp. Thì trước mắt bà con là dòng máy sới đất trâu vàng, một dòng mã hiệu cũng rất là được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam. Thì với cái dòng máy sới mini này thì đã đi cùng với bà con 10 năm nay rồi. Thì chất lượng cũng như là giá cả cũng được khẳng định với bà con. Thứ nhất là dễ tiếp cận và thứ hai là cái chất lượng của dòng trâu vàng là đi đầu trong dòng máy sới mini. Thì trước mắt bà con đây là dòng 173 và vòng 178 chạy dầu, có số, có chuyển hướng. Còn ở dưới ngay đây là cái dòng máy xăng này. Máy xăng này thì nó sẽ phục vụ dễ dàng hơn cho bà con trong cái công việc chế tác canh tác cái đất màu, đất trồng cây ăn quả. Còn đối với cái dòng máy dầu thì nó sẽ phục vụ cho bà con trong cái công việc bà con sử dụng để làm ruộng, làm ruộng cũng như là dễ dàng hơn trong cái việc mà sới đất cứng, đất màu, đất vùng cao. Đấy, cái dòng máy chạy xăng thì nó sẽ có ưu điểm là nó sẽ gọn nhẹ và thứ hai là nó sẽ có cái hệ thống giảm giật, giảm chấn để bà con sử dụng trong cái trường hợp mình sới cái đất cứng thì nó sẽ không bị tức tay. Đấy là cái dòng máy xăng thì nó sẽ có phần giảm giật, giảm chấn như thế này đây. Còn cái dòng máy xăng thì nó sẽ tổng lượng là 48 kg. Ngoài ra thì nó sẽ có nhiều chức năng hơn so với dòng máy dầu. Thì cái dòng máy xăng thì nó có tới 12 chức năng, sới đất, tạo đánh lên luống, đánh cỏ hoặc là một số những chức năng khác, sới đất cứng. Còn ngoài ra cái dòng máy dầu thì nó sẽ có cái ưu điểm là thứ nhất là máy nó đầm hơn và thứ hai thì nó sẽ có cái số và cũng như là có chuyển hướng để dễ cho bà con trong cái công việc mà bà con sử dụng điều khiển máy ở cái phần đất lún, đất ruộng hoặc là những cái dòng đất khó sử dụng, khó canh tác. Thì ở ngay bên này đây là cái dòng máy 178 này, đây 178 cũng như là bà con có thể tham khảo qua. Ở ngoài ra thì có cái dòng 5,5 ngựa nữa, còn cái dòng 178 này nó sẽ là dòng 7 ngựa, dòng mới nhất do Trâu Vàng sản xuất. Dòng 178 này thì nó sẽ có phần cần số ở đây. Thì nó sẽ có tất cả là 3 số tiến và 1 số lùi, 3 số tiến 1 số lùi và có bóp chuyển hướng ở đây cho bà con. Cũng như là có cái phần côn an toàn. Thì khi bà con sử dụng thì mình sẽ bóp cái phần côn này xuống. Còn khi mà gặp chướng ngoại vật hoặc là những cái việc mà ngoài ý muốn thì bà con hoàn toàn có thể thả ra để cho cái phần côn này nó dừng lại và máy sẽ trực tiếp dừng lại cho bà con luôn. Và tất cả những cái phần máy trâu vàng thì tất cả đều có chân trống nhá. Bà con có thể điều chỉnh cái độ nông sâu của đất thông qua những cái phần khe hở này. Thì bà con có thể điều chỉnh cái phần chốt. Đấy, rất là đơn giản. Máy thì kèm theo bộ cờ lê, đồ thủ tùng để tháo mở máy cũng như là phần tấm chắn bùn đầy đủ cho bà con. Máy thì sẽ được đổ sẵn dầu nhớt và xăng để bà con dầu nhớt cầu, dầu nhớt số để bà con có thể sử dụng được luôn. Máy xăng thì bà con chú ý là mình đổ cái phần xăng là xăng A95, tránh sử dụng xăng E5 để tránh trường hợp nó bị làm tắc chế. Đấy, và máy xăng thì khi bà con sử dụng thì chú ý là mình sẽ kéo hết ga để tránh cái trường hợp mà cái côn nó bị nó bám không hết, nó bám nó trượt thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng nó hay bị hỏng cái phần côn. Đấy là cái phần máy xăng thì bà con có thể tham khảo qua để biết được là cái cách sử dụng của dòng máy xăng như thế này. Đấy thì ở đây thì giới thiệu qua cho bà con luôn, toàn bộ những dòng máy trâu vàng thì nó sẽ có cái phần logo in nổi ngay trên đầu máy đây, có hình con trâu vàng cũng như là có tem đàng hoàng cho bà con đầy đủ để đảm bảo cái chất lượng của máy. Đấy, tự hào là hàng Việt Nam đây, thương hiệu đây. Thì máy sẽ được bảo 1 năm nhé. Đây, hàng chiến thắng này, bảo 1 năm này. Đấy, rất là yên tâm về cái dòng máy trâu vàng này. Đấy, thì ngoài ra thì máy trâu vàng thì nó sẽ có bộ sới đi kèm theo máy. Thì hiện tại thông báo qua cho bà con cái phần giá bán của dòng máy trâu vàng năm 2024 này luôn. Thì máy trâu vàng chạy xăng thì đang có giá là 12.800.000 là máy cơ bản. Còn đối với dòng 173 thì nó đang có giá là 14 triệu, còn đối với dòng 178 là 14.500.000. Còn về giới thiệu qua cho bà con một số cái giá bán về phụ kiện luôn để bà con có thể nắm bắt được. Ở đây là cái phần lồng của chạy xăng, lồng của máy dầu thì đang có giá là 900.000 một bộ. Đấy, ngoài ra thì có bộ lên luống đây, lên luống này thì 500.000 thì bà con có thể tham khảo qua. Còn đây là cái phần sới đất ruộng của máy xăng. Đấy, thì đang có giá là 1 triệu thì bà con có thể tham khảo qua tất cả những cái phần phụ kiện này. Ở đây thì có cái phần đánh cỏ. Đấy, ngoài ra thì đây là bộ sới của máy dầu này. Bộ sới máy dầu thì nó sẽ có cái phần chống cuốn cỏ bà con nhé. Đấy, rất là yên tâm đây. Chống cuốn cỏ thì bà con khi sử dụng mà làm ở cái đất nó có nhiều cỏ thì cũng vô cùng yên tâm, nó không bị cuốn vào trục và nó không bị kéo cái phần trục đi. Còn đây là cái bộ cày của máy dầu này, bộ cày đây, bộ cày. Và cũng như là bộ bánh bám thì cày nó sẽ đi với bánh bám luôn thì nó sẽ là 1 triệu. Còn đối với cái bộ bừa ở phía sau này thì có giá là 500.000. Thì bà con có thể tham khảo qua tất cả những cái phần giá phụ kiện cũng như là giá máy ở trước mắt của bà con đây. Đấy, dòng Intesso, những cái phần ốp giật này đều có trợ lực giật nhé, bà con yên tâm nhé, thì giật rất là nhẹ. Cũng như là có những cái phần chân trống để đỡ máy như thế này đây. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy sới đất trâu vàng chạy xăng hoặc là chạy dầu
thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Linh, địa chỉ 36 Cổ Điển, xóm Bảng, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây, 0962133858, để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Máy thì chuyển đến tay bà con thì sẽ được test thử cũng như là kiểm tra máy trước khi thanh toán tiền. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn.